Có bao giờ bạn thắc mắc trên trái đất này có một nơi rộng lớn trở thành một châu lục riêng biệt, nhưng cả châu lục này lại tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ nào được sinh đẻ, không cho phép một đứa trẻ nào được cất tiếng khóc chào đời? Nghe thì cứ như là chuyện đùa, một tình tiết trong phim viễn tưởng, nhưng thật ra hoàn toàn có thật. Và nơi đó chính là Nam Cực. Lục địa trắng xóa mênh mông băng tuyết này dù rộng tới 14 triệu km vuông, nhưng lại không có lấy một bệnh viện sản khoa, không có dân số bản địa. Và điều quan trọng nhất, việc sinh con ở đây là điều hoàn toàn bị cấm. Vì sao lại cấm sinh nở ở một vùng đất rộng lớn như vậy? Chẳng phải việc có người sinh ra sẽ là bước đầu để xây dựng một cộng đồng con người ở nơi tận cùng thế giới hay sao? Thế nhưng, nếu đi sâu vào tìm hiểu, bạn sẽ thấy đằng sau lệnh cấm kỳ lạ ấy lại rất hợp lý. Nam Cực là lục địa lạnh nhất, gió mạnh nhất và khô hạn nhất trên trái đất, nằm ở tận cùng phía nam của địa cầu, bao phủ gần như hoàn toàn bởi băng tuyết. Nơi đây rộng khoảng 14 triệu km vuông, tức là rộng hơn cả châu Âu, nhưng hầu như không có cư dân bản địa nào sinh sống lâu dài. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống dưới âm hàng chục độ C, gió thổi mạnh đến mức 200 km một giờ cũng là chuyện bình thường, còn mùa hè cũng chỉ quanh mức đóng băng. Thú vị là, dù băng tuyết bao phủ, Nam Cực lại được coi là hoang mạc lớn nhất thế giới vì lượng mưa trung bình hàng năm chưa tới 50mm. Đây là kho chứa băng khổng lồ, chiếm tới hơn 60% lượng nước ngọt của trái đất. Hiện nay, nơi này chỉ có khoảng 1 đến 5.000 người sinh sống, chủ yếu là các nhà khoa học sống trong các trạm nghiên cứu quốc tế theo các mùa, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Và để hiểu rõ hơn tại sao ở Nam Cực lại có lệnh cấm đẻ, chúng ta cần phải về những năm 1950. Khi đó, 12 quốc gia bao gồm Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp và nhiều nước khác đã cùng ký vào một văn kiện đặc biệt tại Washington. Nó được gọi là Hiệp ước Nam Cực. Hiệp ước này quy định như thế nào? Hiệp ước này quy định rằng toàn bộ vùng đất phía Nam vĩ tuyến 60 sẽ không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Nó sẽ không có biên giới, không có quân đội, không có khai thác thương mại, mà chỉ tồn tại với mục đích duy nhất, nghiên cứu khoa học và hợp tác hòa bình. Đó chính là Nam Cực. Điều đó đồng nghĩa, nếu có một em bé chào đời ở Nam Cực, lập tức câu hỏi hóc búa sẽ được đặt ra. Em bé đó mang quốc tịch gì? Nếu em bé sinh ra tại căn cứ Argentina, liệu có nghĩa rằng vùng đất xung quanh đó thuộc Argentina? Nếu em bé là con của một cặp vợ chồng người Mỹ nhưng sinh tại một trạm người Nga, thì giấy khai sinh sẽ ghi như thế nào? Những câu hỏi này không hề đơn giản, bởi quốc tịch không chỉ là vấn đề giấy tờ mà còn gắn liền với chủ quyền, quyền lợi và cả tranh chấp lãnh thổ. Chính vì thế, để tránh bất kỳ nước nào lợi dụng chuyện sinh nở làm bằng chứng tuyên bố chủ quyền, Hiệp ước Nam Cực đã mặc nhiên coi việc sinh con ở đây là điều cấm kỵ, hoàn toàn không được phép. Nam Cực phải được giữ như vùng đất chung của cả nhân loại, không thuộc về riêng ai và không để bất kỳ ai có cơ hội cắm cờ thông qua những thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, quy định là một chuyện, thực tế lại có những trường hợp ngoại lệ, tức là cấm nhưng mà vẫn làm. Lịch sử đã ghi nhận ít nhất một số bé từng chào đời ở Nam Cực. Trường hợp nổi tiếng nhất xảy ra vào ngày 7 tháng 1 năm 1978 tại căn cứ Esperanza của Argentina. Khi ấy một bé trai, và bây giờ chúng ta phải gọi là bác trai hoặc là ông trai, mang tên là Emilio Marcos Palma, cất tiếng khóc chào đời, trở thành đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử sinh ra tại Nam Cực. Câu chuyện của Emilio không phải là ngẫu nhiên. Mẹ của cậu bé được chính phủ Argentina đưa ra căn cứ khi đã mang thai hơn 7 tháng. Đây là một quyết định mang tính chính trị và tính toán nhiều hơn là y tế, nhằm khẳng định sự hiện diện của Argentina ở Nam Cực. Người Argentina muốn chứng minh rằng không chỉ có cờ, trạm nghiên cứu hay là quân đội, mà ngay cả con người của họ cũng có thể sinh sống và sinh nở ở vùng đất này. Sự kiện này đã lập tức gây xôn xao dư luận thế giới. Emilio được ghi vào sách kỷ lục Guinness, trở thành người đầu tiên sinh ra ở Nam Cực. Nhưng điều mà Argentina mong muốn, tức là giành thêm lợi thế về chủ quyền, thì hoàn toàn thất bại. Các quốc gia khác không công nhận việc một đứa trẻ sinh ra có thể tạo ra quyền lợi lãnh thổ. Với họ, đó chỉ là một chiêu trò được dàn dựng khéo léo. Emilio sau này lớn lên ở Argentina, mang quốc tịch Argentina, chứ không hề có cái được gọi là công dân Nam Cực. Thực tế không chỉ có Emilio, trong những năm sau đó, Argentina và cả Chile, tức là những nước Nam Mỹ, cũng từng có thêm vài ca sinh nở khác tại các căn cứ nghiên cứu. Tổng cộng đã có khoảng 10 em bé từng chào đời trong phạm vi Nam Cực. Tuy nhiên, tất cả những ca sinh này đều xuất phát từ động cơ chính trị, chứ chẳng ai dại gì đưa một người phụ nữ mang thai đến một nơi lạnh giá như vậy chỉ để đi đẻ. Và sau thập niên 1990, xu hướng này chấm dứt hoàn toàn bởi các quy định quốc tế ngày càng chặt chẽ hơn.
và đẻ nhiều ở Nam Cực cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Và ngay cả khi bỏ qua yếu tố chính trị thì việc sinh con ở Nam Cực vẫn là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Hãy tưởng tượng bạn đang mang bầu và nơi bạn sống có nhiệt độ dao động từ âm 40 cho đến âm 80 độ C, gió giật tới 200 km/h và bão tuyết có thể kéo dài hàng tuần liền. Đó là chưa kể, ánh sáng mặt trời có khi biến mất hoàn toàn suốt nhiều tháng, khiến mọi hoạt động đều khó khăn hơn gấp bội. Các trạm nghiên cứu ở Nam Cực, dù hiện đại đến đâu, cũng chỉ có những phòng y tế cơ bản. Chúng được thiết kế để chữa trị các ca gãy xương, bỏng lạnh, viêm phổi hay những tai nạn nhỏ. Còn mổ đẻ, cấp cứu sản khoa, xử lý biến chứng thai kỳ thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng. Một ca sinh nở vốn dĩ đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nay lại diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn như vậy thì nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con là cực kỳ cao. Khoảng cách địa lý cũng là một trở ngại khủng khiếp. Nếu có biến chứng sản khoa nặng, để đưa người bệnh về đất liền cần phải bay hàng nghìn cây số qua những vùng thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Trong mùa đông, việc bay cấp cứu gần như là không thể bởi bão tuyết dày đặc và bóng tối bao trùm. Có thể nói, một ca sinh ở Nam Cực chẳng khác gì một trò chơi mạo hiểm với tính mạng của cả mẹ và con. Nhưng còn một lý do khác khiến việc sinh con ở Nam Cực bị ngăn cấm, đó là vấn đề môi trường. Nam Cực được coi như phòng thí nghiệm của tự nhiên. Đây là nơi các nhà khoa học nghiên cứu khí hậu, nghiên cứu băng tan, nghiên cứu biến đổi sinh học. Và tất cả đều cần một môi trường nguyên sơ, không bị tác động bởi con người. Nếu có một ca sinh nở ở đây, đồng nghĩa với việc phải mang theo rất nhiều thuốc men, thiết bị y tế và thải ra rất nhiều chất thải sinh học mà ai cũng biết là gì. Những thứ này nếu không được xử lý hoàn hảo, có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái cực kỳ mong manh ở Nam Cực. Chỉ cần một loại vi khuẩn lạ thoát ra, nó cũng đủ để phá hỏng hàng chục năm nghiên cứu khí hậu và sinh vật tại đây. Chính vì vậy, Nam Cực có quy định cực kỳ nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Thậm chí chỉ cần một mẩu rác, một giọt xăng hay một hóa chất rơi ra cũng bị coi là vi phạm nghiêm trọng. Trong cái tình cảnh như vậy, sinh nở, một quá trình có nhiều biến chứng y tế và chất thải sinh học, bỗng nhiên nằm trong danh sách cấm tuyệt đối. Thế nên người ta vẫn nói đùa rằng sinh con ở Nam Cực bây giờ còn khó hơn so với sinh con ở nhiều nơi khắc nghiệt khác trên thế giới. Ở đỉnh Everest, người ta vẫn có thể sinh con, miễn là có điều kiện y tế đi kèm, dù nguy hiểm vì thiếu oxy. Ở Sahara, sa mạc nóng bỏng và khắc nghiệt, nhưng con người vẫn tồn tại hàng nghìn năm, vẫn sinh con đẻ cái để duy trì cuộc sống của mình. Thậm chí các cơ quan vũ trụ như NASA đã nghiên cứu khả năng sinh con trong không gian để chuẩn bị cho viễn cảnh di cư đến một nơi nào đó. Thế nhưng, Nam Cực thì khác. Dù rộng gấp giữa châu Âu, nơi đây vẫn được đóng băng bởi luật pháp quốc tế, bởi chính trị và bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đến mức không tưởng. Đó là lý do Nam Cực trở thành lục địa duy nhất mà con người không có dân số bản địa, không có bệnh viện sản khoa, không có tiếng khóc chào đời nào được thừa nhận hợp pháp. Ngày nay, mỗi năm có khoảng từ 1.000 đến 5.000 người tới Nam Cực làm việc trong các trạm nghiên cứu, tùy theo mùa hè hay là mùa đông. Tất cả họ đều trải qua các vòng kiểm tra sức khỏe cực kỳ gắt gao. Những người phụ nữ mang thai, những người có bệnh mãn tính hay bất kỳ ai có nguy cơ y tế đều tuyệt đối không được phép đến Nam Cực. Mùa đông, khi bão tuyết bao phủ, dân số Nam Cực giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000 người, sống trong điều kiện cô lập hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Vậy trong tương lai, liệu một ngày nào đó con người có thể sinh con ở Nam Cực? Về lý thuyết là có thể. Con người xây dựng các bệnh viện hiện đại, đội ngũ y bác sĩ chuyên sản khoa, có công nghệ xử lý môi trường tuyệt đối an toàn, có sự thay đổi trong luật pháp quốc tế thì chuyện này là được. Nhưng thực tế, trong vòng 100 năm tới, điều đó gần như bất khả thi. Nam Cực vẫn sẽ chỉ là một phòng thí nghiệm tự nhiên, nơi con người đến rồi đi, chứ không phải là nơi để lập gia đình hay sinh con đẻ cái. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.